Vợ chồng tài tử Chris Pratt nhắn lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Chris Pratt và bà xã Catherine Schwarzenegger đã trao cho nhau những lời yêu thương, ngọt ngào nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Chris Pratt và bà xã, nhà văn Catherine Schwarzenegger đã cùng nhau trở lại nơi họ cử hành hôn lễ và dành cho nhau những lời yêu thương, ngọt ngào. Theo đó, trên trang cá nhân, nam diễn viên vệ binh giải ngân hà viết, chúc mừng kỷ niệm. Lần đầu tiên bố và mẹ đi chơi sau 3 năm, quay lại nơi mà chúng ta đã nói đồng ý, anh yêu em. Cùng với đó, Chris Pratt còn tặng vợ bó hoa rực rỡ sắc màu kèm tấm thiệp ghi, chúc mừng lễ kỷ niệm bên tình yêu của anh. Còn với Catherine Schwarzenegger, cô chia sẻ loạt ảnh dễ thương về địa điểm tổ chức lễ cưới ở Montecito cũng như ảnh chụp đôi uyên ương trên bãi biển. Kèm theo đó, cô bày tỏ, trở lại nơi mà tất cả đã diễn ra. Chúc mừng tình yêu của em yêu cuộc sống có anh bên cạnh. Phía dưới bài đăng, bà Maria Shriver, mẹ của Catherine cũng gửi lời chúc mừng đến hai con. Mẹ được truyền cảm hứng bởi tình yêu của hai con, thích xem cách vợ chồng con đối xử với nhau, cùng nhau cười, tôn trọng lẫn nhau. Tình yêu này thật dũng cảm, bà Maria viết. Catherine Schwarzenegger là con gái của nhà báo quyền lực Maria Shriver và Arnold Schwarzenegger, ngôi sao huyền thoại của loạt phim Kẻ Hủy Diệt. Cô là nhà văn nổi tiếng tại Mỹ. Người đẹp hẹn hò với Chris Pratt vào mùa hè 2018 và tổ chức đám cưới riêng tư ở Montecito, California, Mỹ hồi tháng 6 năm 2019. Rồi lần lượt đón hai con gái, Lila Maria 2020 và Ella Christina 2022. Còn Chris Pratt, anh từng trải qua cuộc hôn nhân 8 năm với nữ diễn viên Anna Faris và có con trai giáp 9 tuổi.